Xin kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện nổi bật trong tuần. Trong báo cáo mới nhất, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay và năm tới. Tuy nhiên, cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột thương mại có thể làm giảm lòng tin và kìm hãm tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ngày 16 tháng 4, quan chức Mỹ cho biết Bộ Thương mại Mỹ đã ra lệnh cấm các công ty của quốc gia này bán linh kiện cho ZTE, công ty sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu của Trung Quốc trong 7 năm vì vi phạm các điều khoản của lệnh trừng phạt. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang khi Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố kể từ ngày 18 tháng 4, các doanh nghiệp xuất khẩu cao lương của Mỹ sẽ phải nộp khoản tiền đặt cọc lên tới 178,6% tổng giá trị đơn hàng cho cơ quan hải quan của Trung Quốc trước khi chuyển hàng tới Trung Quốc. Ngoài ra, kể từ ngày 20 tháng 4, Trung Quốc bắt đầu áp dụng các biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với mặt hàng cao su tổng hợp được nhập khẩu từ Mỹ, Liên minh châu Âu và Singapore. Trong tuần qua, Nhật Bản đã có nhiều động thái tích cực trong vấn đề thương mại. Cụ thể, giới chức Nhật Bản và Trung Quốc đã nối lại đàm phán kinh tế cấp cao lần thứ tư sau gần 8 năm tạm ngừng. Ngoài ra, Nhật Bản và Liên minh châu Âu đang chuẩn bị cho việc ký kết hiệp định thương mại tự do. Đồng thời, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí bắt đầu vòng đối thoại mới về thương mại và đầu tư. Trong phiên họp khai mạc khóa 9 của Quốc hội Cuba, Ủy ban đề cử quốc gia đã đề cử ông Miguel Bermudez vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba trong nhiệm kỳ tới. Quý vị, ngày 17 tháng 4 vừa qua, đoàn Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đã sang Việt Nam đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 3. Ủy ban Hợp tác song phương Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng phát triển với độ gắn bó và tin cậy cao. Theo đó, quan hệ kinh tế, văn hóa cũng đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Chương trình Thế giới sự kiện tuần này sẽ được cùng quý vị tìm hiểu sâu hơn về chuyến thăm này, cũng như mối quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia. Tại kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đã cùng nhau đánh giá tình hình hợp tác giữa hai nước, nhất trí cho rằng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam-Indonesia đang phát triển tốt đẹp và hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Về chính trị, Bộ Ngoại giao hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành xây dựng chương trình hành động mới giai đoạn 2019-2023. Hai bên cũng nhất trí tích cực đàm phán để ký các thỏa thuận hợp tác giữa hai bộ công thương, hợp tác giữa cơ quan quản lý lĩnh vực phòng vệ thương mại, cam kết hỗ trợ nhau đảm bảo an ninh lương thực và thúc đẩy hợp tác nông lâm ngư nghiệp, trong đó tập trung các sản phẩm cà phê, cao su và các sản phẩm từ cao su, thức ăn chăn nuôi, thủy sản và gỗ nguyên liệu. Nhằm phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương hai chiều lên 10 tỷ đô la Mỹ, hai bên nhất trí sẽ ký các thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan về kinh tế thương mại, công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn hàng hóa, kiểm nghiệm, kiểm dịch an toàn thực phẩm, tăng xuất nhập khẩu các mặt hàng bổ trợ cho nhau, đồng thời giải quyết nhanh các vướng mắc nảy sinh ảnh hưởng đến hợp tác thương mại giữa hai nước. Hai bên đã có các cơ hội để thúc đẩy và phát triển mối quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hải và thủy sản. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã tăng cường việc kết nối giữa nước, đồng thời tăng tần suất các chuyến bay thẳng từ Jakarta tới thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác của Việt Nam sau này. Trên cơ sở kết quả tại kỳ họp lần thứ 3, Việt Nam và Indonesia sẽ tích cực phối hợp triển khai các thỏa thuận nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển ngày càng sâu sắc và toàn diện trong thời gian tới. Thưa quý vị, chuyến thăm Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia chỉ kéo dài 2 ngày nhưng cho thấy ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hợp tác chính trị. Việc liên tục có những chuyến thăm cấp lãnh đạo giữa hai quốc gia Indonesia và Việt Nam đã cho thấy mối quan hệ giữa hai nước đang hết sức tốt đẹp. Mời quý vị cùng gặp gỡ Đại sứ Indonesia Ibnu Handi để làm rõ hơn về mối quan hệ song phương này. Cảm ơn Đại sứ đã nhận lời tham dự chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Thưa ông, được biết chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia là nhằm tham dự và đồng chủ trì kỳ họp thứ 3 Ủy ban Hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao. Ông có thể cho biết ý nghĩa cũng như mục đích của kỳ họp lần này. Xin cảm ơn. Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hành động chung do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đồng sáng lập và chủ trì. Ủy ban được thành lập để đánh giá và định hướng mối quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia, đặc biệt kể từ khi hai nước ký kết nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược năm 2013,
đây là kỳ họp thứ 3 của Ủy ban Hợp tác song phương, và trong quá trình này, hai bên đã đạt được nhiều tiến bộ. Vậy kết quả đạt được trong kỳ họp thứ 3 lần này như thế nào thưa ông? Như tôi đã nói, kỳ họp thứ 3 này chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ. Tôi có thể nói rằng các tiến bộ này bao hàm nhiều lĩnh vực, hợp tác chính trị, hợp tác về an ninh và quốc phòng, hợp tác về kinh tế thương mại. Nó cũng bao gồm hợp tác trao đổi giữa người dân hai nước, các vấn đề pháp lý, cũng như hợp tác hàng hải và các vấn đề quốc tế. Chúng tôi có nhiều trao đổi hữu ích và đạt được một số đồng thuận trong nhiều vấn đề. Hai bên nhất trí, duy trì, tăng cường các chuyến thăm cấp cao và tiếp xúc bên lề tại các diễn đàn quốc tế ở tất cả các kênh đảng, chính phủ, nhà nước, quốc hội và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, Indonesia nhất trí công nhận thêm các phòng kiểm nghiệm, kiểm dịch an toàn thực phẩm của Việt Nam và sớm mở rộng nhập khẩu một số hoa quả tươi của Việt Nam như là thanh long, vải, nhãn, vú sữa hay bưởi. Nhìn lại hai kỳ họp trước, Ủy ban Hợp tác song phương đã đem lại những tác động thiết thực gì trong quan hệ song phương, đặc biệt là kinh tế thương mại thưa ông? Kể từ cuộc họp đầu tiên cho đến nay, về vấn đề kinh tế, chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ thực tế. Cụ thể, kim ngạch thương mại giữa hai nước chúng ta đã đạt 6,5 tỷ đô la Mỹ. Kể từ cuộc họp trước, cách đây 2 năm rưỡi, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng gấp đôi. Theo tôi nhớ là như vậy. Đây có thể coi là một bước tiến lớn khi đạt 6,5 tỷ đô la Mỹ. Nếu tính trong năm vừa qua, kim ngạch thương mại hai nước đã tăng 17%, và nếu chúng ta tiếp tục đã phát triển như vậy, thì kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước có thể đạt 10 tỷ đô la Mỹ đến năm 2020. Đó là thương mại. Còn về đầu tư, vốn đầu tư của các doanh nghiệp Indonesia tại Việt Nam này cũng đã tăng mạnh mẽ, song song với nguồn vốn đầu tư mà các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Indonesia. Chúng ta có thể thấy, cả về thương mại và đầu tư, hai nước đang hợp tác khá là tốt. Ủy ban hợp tác là một trong những nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Vậy nhìn chung, ông đánh giá thế nào về quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia? Mối quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia kể từ khi hai nước ký kết quan hệ đối tác chiến lược đã ngày càng trở nên quan trọng hơn. Vì sao? Bởi vì Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế hết sức mạnh mẽ, khoảng 6 đến 7% hàng năm, phải không nào? Và vì kinh tế các bạn đang rất tốt, nên vị thế của các bạn cũng đã gia tăng trên trường quốc tế. Việt Nam đang có vai trò quan trọng, không chỉ đối với các nước láng giềng, đặc biệt là Indonesia, mà còn đối với ASEAN, với toàn thế giới. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia trên nhiều lĩnh vực như năng lượng, hàng không, văn hóa, giáo dục đào tạo, du lịch đã phát triển mạnh mẽ, đưa lại nhiều hiệu quả thiết thực. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Theo chương trình hành động giai đoạn 2014-2018, các bộ, ngành và địa phương Việt Nam-Indonesia đã triển khai hiệu quả, thực chất quan hệ đối tác chiến lược, đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu. Quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng phát triển với độ gắn bó và tin cậy cao. Hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp, đặc biệt là chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 8 năm 2017 đã mở ra một trang mới trong quan hệ hai nước. Quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng khởi sắc. Hai nước đều là các đối tác thương mại lớn thứ tư của nhau trong ASEAN. Quan hệ thương mại tăng trưởng đều đặn ở mức 6,5% một năm trong giai đoạn 2012-2016. Thương mại hai chiều năm 2017 đạt 6,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với năm 2016. Tăng trưởng đầu tư của Indonesia và Việt Nam và ngược lại đều tăng mạnh. Thống kê của phía Indonesia cho thấy, đầu tư của Indonesia và Việt Nam năm 2017 tăng 36% so với năm liền trước. Quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng, hàng không, văn hóa, giáo dục đào tạo, du lịch phát triển mạnh mẽ, đưa lại nhiều hiệu quả thiết thực. Hợp tác an ninh quốc phòng phát triển tốt đẹp, hai bên triển khai hiệu quả tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2017-2022 và ý định thư về hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Indonesia. Việt Nam và Indonesia cũng mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như hậu cần kỹ thuật, phòng chống tội phạm, đồng thời tích cực tham vấn, ủng hộ nhau tại các cơ chế hợp tác khu vực với quốc phòng an ninh như ADMM, ARF.
Thưa đại sứ, theo ông hiện nay Việt Nam và Indonesia đang gặp trở ngại gì trong phát triển hợp tác kinh tế và thương mại, và đâu là giải pháp để vượt qua? Theo tôi thấy, thách thức lớn nhất lúc này giữa hai nước là làm thế nào để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác thương mại và kinh tế. Như tôi đã nói, hai nước Việt Nam và Indonesia đã đạt được kim ngạch thương mại ở mức 6,5 tỷ đô la Mỹ. Đây là một tín hiệu rất tốt, nhưng chúng ta cần nhiều hơn thế. Chúng ta sẽ cố gắng đạt được 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Đây chính là một thách thức, làm thế nào để tăng cường thương mại. Vậy, chúng ta phải đề cập đến vấn đề hàng hóa của hai nước. Indonesia nhập khẩu từ Việt Nam điện thoại di động, phải không? Và tôi hy vọng trong thời gian tới, lĩnh vực điện thoại di động và linh kiện di động sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Chúng tôi cũng nhập khẩu gạo từ các bạn. Năm nay tôi nghĩ chúng tôi sẽ nhập khẩu thêm 500.000 tấn gạo từ các bạn. Ngược lại, Indonesia xuất khẩu xe ô tô sang Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực trong hợp tác của các bạn Việt Nam, bởi vì các bạn đã ban hành luật mới về nhập khẩu ô tô nước ngoài. Chúng tôi, Indonesia rất vui vì có thể thúc đẩy xuất khẩu thông qua quy định mới và việc xuất khẩu có thể được xúc tiến vào tháng 5 hay tháng 6 tới. Ngoài ra, Indonesia cũng xuất khẩu than sang Việt Nam vì các bạn có nhiều nhà máy nhiệt điện. Vấn đề thứ hai đó là thách thức mở rộng hoạt động hàng hải. Một trong những vấn đề đó là chúng ta cần phải giải quyết vấn đề về đặc khu kinh tế. Tôi lạc quan rằng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này sớm, và khi chúng ta giải quyết được vấn đề này, chúng ta có thể giải quyết được mâu thuẫn về đánh cá trái phép. Bạn biết về vấn đề ngư dân Việt Nam và Indonesia, và tôi hy vọng sớm giải quyết được vấn đề này vì chúng ta có tiềm năng hợp tác lớn trong lĩnh vực đánh cá. Indonesia đánh giá thế nào về tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh hội nhập, đặc biệt khi chúng ta đều là thành viên của ASEAN? Vâng, cả Việt Nam và Indonesia đều là thành viên của ASEAN. Chúng ta là hai nước láng giềng. Về hợp tác thương mại, chúng ta có Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN AFTA, và dựa trên AFTA, chúng ta coi ASEAN là một khu vực thương mại thống nhất. ASEAN giống như một thị trường chung. Vì vậy, các doanh nghiệp, không chỉ tư nhân, mà cả nhà nước, cả cấp quản lý và người dân, cần suy nghĩ cởi mở hơn, cũng như cần suy nghĩ lớn hơn, để làm sao sản phẩm của cả ASEAN trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế. Chúng ta cần nhận thức được rằng ASEAN là một thể thống nhất. Đây là một mục tiêu mà cả Việt Nam và cả Indonesia cần phải đạt được. Là người đứng đầu cơ quan ngoại giao Indonesia tại Việt Nam, ông nhận định thế nào về vai trò của Việt Nam trong ASEAN cũng như các tổ chức quốc tế lớn trên thế giới? Chúng ta biết rằng Việt Nam không phải là một thành viên sáng lập ASEAN. Các bạn gia nhập sau một thời gian, nhưng với vị thế, với sức tăng trưởng, với nguồn lực kinh tế, các bạn đã đóng góp cho ASEAN rất nhiều. Đó là một trong những lý do vì sao ASEAN ngày càng trở nên quan trọng hơn, vì các nước tham gia vào ASEAN đều đang có đóng góp mạnh mẽ. Việt Nam có tăng trưởng 7%, Indonesia có tăng trưởng 5%, và tính trung bình, ASEAN có mức tăng trưởng 5%. Theo đó, ASEAN đã trở thành một khu vực đầy hứa hẹn, như là một khu kinh tế đang phát triển trên thế giới. Không chỉ kinh tế, mà còn vấn đề về an ninh và quốc phòng. Vì sao? Vì ASEAN nằm ở khu vực giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Theo đó, khu vực này có vị trí chiến lược và là tuyến đường giao thông quan trọng trong kinh tế. Chính vì thế, chúng ta phải có một sự phối hợp chặt chẽ với nhau, và Việt Nam và Indonesia cần phải đóng một vai trò lớn trong sự phát triển này của ASEAN. Ông đánh giá thế nào về vai trò của Việt Nam và Indonesia trong việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông? Như tôi đã nói, chúng ta đang cố gắng giải quyết vấn đề trong đặc khu kinh tế giữa hai nước. Nếu chúng ta giải quyết được sớm vấn đề này, chúng ta có thể giải quyết được nhiều vấn đề khác, như hòa giải trong vấn đề đánh cá bất hợp pháp, hợp tác trong lĩnh vực đánh cá. Và về vấn đề Biển Đông, chúng ta có thể giải quyết nếu chúng ta đoàn kết,
các nước cần thống nhất quan điểm với nhau, giải quyết những khác biệt. Chúng ta có thể củng cố vị thế ASEAN như một khối thống nhất và cả về quan điểm chính trị. Vậy, đây vừa là thách thức, vừa là mục tiêu mà chúng ta, cả Việt Nam và Indonesia cần đạt được. Là đại sứ tại Việt Nam, ông có kế hoạch gì để thúc đẩy quan hệ hai nước trong năm 2018? Vâng, nhiệm vụ của tôi ở Việt Nam là thúc đẩy kinh tế, và kinh tế. Tôi thực sự muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tư nhân giữa hai nước, khuyến khích doanh nghiệp hai nước hợp tác kinh doanh nhiều hơn, dù là các bạn xuất khẩu sang nước tôi hay Indonesia xuất khẩu sang các bạn. Và vì, cuối cùng, hiệu quả hợp tác kinh tế cũng sẽ gia tăng. Đó là mục tiêu chính của tôi. Theo đó, với những việc tôi đã làm trong 2.5 năm tại Việt Nam vừa qua, tôi sẽ tiếp tục trong thời gian tới với mục tiêu thúc đẩy kim ngạch lên 10 tỷ đô la Mỹ như đã nói. Thứ hai, nếu các bạn muốn thúc đẩy hoạt động kinh tế, các bạn phải thúc đẩy sự kết nối. Tôi muốn thấy nhiều sự kết nối hơn, không chỉ giữa thành phố Hồ Chí Minh và Jakarta, mà có thể từ thành phố Hồ Chí Minh đến Surabaya, thành phố Hồ Chí Minh đến Bali và các đường bay đến Hà Nội nữa. Các chuyến bay thẳng thực sự rất quan trọng và tôi muốn thúc đẩy việc này. Thứ ba đó là lĩnh vực du lịch. Dù số khách du lịch còn khá thấp, nhưng tôi nghĩ năm ngoái gần 100.000 người Indonesia đến Việt Nam và ngược lại 60.000 người Việt Nam đã đến Indonesia và chúng ta cần thúc đẩy số liệu này. Vì sao? Vì chúng ta có thể thúc đẩy sự giao lưu giữa người với người thông qua du lịch. Theo đó, người dân hai nước có thể thấu hiểu lẫn nhau. Ông có thể nói cụ thể hơn về các dự án ông sẽ thực hiện trong năm nay? Tất nhiên rồi. Về thương mại, tôi sẽ tổ chức một hội chợ thương mại nữa. Năm ngoái tôi đã tổ chức hội chợ tại Đà Nẵng. Năm 2016, tôi tổ chức hội chợ tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, tôi sẽ tổ chức hội chợ này ở Hà Nội. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tôi sẽ tổ chức mời các doanh nghiệp Việt Nam đến Indonesia. Một trong những mục tiêu là để tham gia triển lãm kinh tế Indonesia thường niên CES Expo Indonesia. Tôi sẽ tổ chức đoàn khoảng 20 đến 30 doanh nghiệp đến Indonesia. Một đoàn sẽ tham gia đối thoại về cơ sở hạ tầng, vì Việt Nam đang có xu hướng phát triển nhà đất mạnh mẽ, và chúng tôi đang muốn phát triển lĩnh vực bất động sản mạnh mẽ hơn. Sớm thôi, trong cuối tháng này, tôi cũng sẽ tổ chức đối thoại về một số lĩnh vực khác, có thể là chủ đề tự động hóa, chủ yếu là về ô tô, để thúc đẩy lĩnh vực này nhiều hơn. Vì bạn biết đấy, chúng tôi đã có 3 dự án đầu tư lớn trong lĩnh vực này tại Việt Nam. Còn về lĩnh vực du lịch, chúng tôi sẽ tổ chức các chuyến du lịch tiếp thị, farm trip. Ít nhất 3 chuyến du lịch này sẽ được tổ chức vào tháng 5, tháng 7 và cuối năm nay. Chúng tôi sẽ tổ chức không chỉ cho phóng viên, mà còn cho các nhân vật nổi tiếng, các lãnh đạo cao cấp. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông với Thế giới sự kiện. Vâng, đây là vinh hạnh của tôi. VITV là bạn đồng hành của Đại sứ quán Indonesia, đặc biệt từ khi tôi bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam năm 2016. Tôi chúc VITV thịnh vượng và phát triển hơn nữa trong tương lai. Với những chia sẻ vừa rồi của Đại sứ Indonesia tại Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã đem đến cho quý vị cái nhìn đầy đủ hơn về quan hệ Việt Nam-Indonesia. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Bắt đầu từ tháng 5 năm 2018, Thế giới sự kiện sẽ phát mới lúc 21:15 thứ Bảy hàng tuần. Mong quý vị chú ý theo dõi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.